Thầy chào tất cả các em. Hôm nay thầy trò chúng ta được gặp lại trong môn tiếng Việt. Các em tiếp tục chủ điểm em đã lớn hơn. Bài 4 út tin. Tiết 4 nghe kể thử tài. Bây giờ các em sẽ đi vào hoạt động thứ nhất, nghe kể chuyện. Bây giờ các em hãy quan sát tranh và nêu nội dung tranh. Cho biết tranh thứ nhất vẽ gì? À, vẽ có một cậu bé đang bệ kiến vua và vua đang ra lệnh cậu bé điều gì đó. Mời các em quan sát ghi chú dưới tranh. Nhà vua bảo cậu bé lấy cho biết bệnh một sợi dây thần để xem cậu bé có làm được điều đó không. Chúng ta tiếp tục sang tranh thứ hai nhé. Tranh hai vẽ gì các em? À, tranh hai vẽ cậu bé đang giăng một cái mâm trong một sợi dây thần cho nhà vua, và nhà vua nói to sẽ thử tài cho cậu bé lần nữa. Mời các em đọc lời ghi chú dưới tranh. Cậu bé đặt sợi dây trên chiếc mâm đồng, phơi khô rồi đốt thành tro. Để xem lần này cậu bé có thực hiện được yêu cầu của nhà vua hay không, thầy mời các em sang bức tranh thứ 3. Bức tranh vẽ gì? À, bức tranh vẽ cậu bé đang dùng lửa đốt cái chảo, trong đó một cái bột chiếc sừng trâu. Mời các em đọc lời ghi chú dưới bức tranh. Cậu bé bỏ sừng trâu vào cái chảo lớn nên kỹ. Kết thúc câu chuyện thế nào? Chúng ta sang bức tranh thứ 4 nhé. Tranh vẽ gì các em? À, tranh vẽ cậu bé đang dâng cho nhà vua một chiếc sừng trâu đã được uống thẳng, và nhà vua đang nói viên quan một điều gì đó. Mời các em đọc lời ghi chú dưới bức tranh thứ 4 nhé. Nhà vua đưa cậu vào trường học để nuôi dạy thành tài. Như vậy các em vừa được quan sát 4 tranh và nói được nội dung dưới mỗi tranh. Bây giờ các em hãy lắng nghe thầy kể chuyện nhé. Thử tài, truyện cổ dân tộc Dao. Ngày xưa có một cậu bé rất thông minh, nhà vua muốn thử tài bèn cho cậu đến bảo: ngươi hãy về lấy cho biết bệnh trọ ta một sợi dây thần, nếu làm được ta sẽ thưởng. Cậu bé về nhờ mẹ chặt cây tre trong vườn trẻ nhỏ, rồi bệnh thành một sợi dây thần. Bệnh xong, cậu cuộn tròn sợi dây đặt trên chiếc mâm đồng, phơi cho khô rồi đốt thành tro. Khi lửa tắt, đám tro hiện rõ hình cuộn dây, cậu đem dâng vua. Vua mừng lắm nhưng vẫn muốn thử tài lần nữa. Lần này vua đưa cho cậu bé chiếc sừng trâu công như vòng thúng, bảo: ngươi hãy nắn thẳng chiếc sừng này cho ta, nếu được ta sẽ thưởng to. Cậu bé về nhà bỏ sừng trâu vào cái chảo lớn, đổ đầy nước rồi ninh kỹ. Sừng trâu mềm ra và dễ uốn. Cậu lấy đoạn tre vót nhọn thọc vào sừng trâu rồi đem phơi khô. Khi rút đoạn tre, chiếc sừng trâu đã được uốn thẳng. Thấy cậu bé thật sự thông minh, nhà vua bèn thưởng rất hậu và đưa cậu vào trường học để nuôi dạy thành tài theo truyện cổ dân tộc Dao. Vừa qua các em đã được nghe thầy kể chuyện, bây giờ các em hãy quan sát tranh nghe kể chuyện lần hai nhé.
Ngày xưa có một cậu bé rất thông minh, nhà vua muốn thử tài, bèn cho gọi cậu đến và bảo: "Ngươi hãy về lấy cho biết bệnh cho ta một sợi dây thần, nếu làm được ta sẽ thưởng." Cậu bé về nhờ mẹ chặt cây tre trong vườn, trẻ nhỏ rồi bệnh thành một sợi dây thừng. Bệnh xong, cậu cuộn tròn sợi dây đặt trên chiếc mâm đồng, phơi cho khô rồi đốt thành tro. Khi lửa tắt, đám tro hiện rõ hình cuộn dây, cậu đem dâng vua. Thầy mời các em quan sát tranh 3 nhé. Vua mừng lắm nhưng vẫn muốn thử tài lần nữa. Lần này vua đưa cho cậu bé chiếc sừng trâu cong như vòng thúng, bảo: "Ngươi hãy nắn thận chiếc sừng này cho ta, nếu được ta sẽ thưởng to." Mời các em quan sát tranh thứ tư. Cậu bé về nhà bỏ sừng trâu vào cái chảo lớn, đổ đầy nước rồi ninh kỹ, sừng trâu mềm ra và dễ uống. Cậu lấy đoạn tre vót nhọn thọc vào sừng trâu rồi đem phơi khô. Khi rút đoạn tre, chiếc sừng trâu đã được uống thẳng. Thấy cậu bé thực sự thông minh, nhà vua bèn thưởng rất hậu và đưa cậu vào trường học để nuôi dạy thành tài theo truyện cổ dân tộc Dao. Vừa qua các em đã được quan sát từng tranh và được nghe là kể chuyện lần thứ hai. Bây giờ các em hãy sang hoạt động thứ hai là kể từng đoạn của câu chuyện nhé. Các em nhớ, khi ta kể từng đoạn câu chuyện, đòi hỏi các em phải quan sát tranh và câu gợi ý kể lại từng đoạn câu chuyện. Chú ý các em sử dụng ánh mắt nè, cử chỉ nè, khi kể cần phân biệt giọng các nhân vật nhé. Bây giờ các em hãy quan sát tranh thứ nhất và các em hãy kể đoạn 1. Các em có thể dừng máy kể đoạn 1 nhé, khi nào xong các em có thể mở máy lên nhé. Ta có thể là một kể là một như sau. Ngày xưa có một cậu bé rất thông minh, nhà vua muốn thử tài bèn cho gọi cậu đến bảo: "Ngươi hãy về lấy cho biết bệnh trợ ta một sợi dây thừng, nếu làm được ta sẽ thưởng." Kéo quan sát tranh thứ hai và kể đoạn 2 cho thầy. Các em có thể kể như sau. Cậu bé về nhà nhờ mẹ chặt cây tre trong vườn, trẻ nhỏ rồi bệnh thành một sợi dây thừng. Bệnh xong, cậu cuộn tròn sợi dây đặt trên chiếc mâm đồng, phơi cho khô rồi đốt thành tro. Khi lửa tắt, đám tro hiện rõ hình cuộn dây, cậu đem dâng vua. Các em hãy quan sát tranh 3 và kể đoạn 3 nhé. Các em có thể kể như sau. Vua mừng lắm nhưng vẫn muốn thử tài lần nữa. Lần này vua đưa cho cậu bé chiếc sừng cong như vòng thúng, bảo: "Ngươi hãy nắn thẳng chiếc sừng này cho ta, nếu được ta sẽ thưởng to." Các em hãy dựa vào tranh thứ tư và kể đoạn 4 nhé. Các em có thể kể như sau. Cậu bé về nhà bỏ sừng trâu vào cái chảo lớn, đổ đầy nước rồi ninh kỹ, sừng trâu mềm ra và dễ uống.
Cậu lấy đoạn tre vót nhọn, thọc vào sừng trâu, rồi đem phơi khô. Khi rút đoạn tre, chiếc sừng trâu đã được uốn thẳng. Thấy cậu bé thực sự thông minh, nhà vua bèn thưởng rất hậu và đưa cậu vào trường học để nuôi dạy thành tài. Theo truyện cổ dân tộc Dao. À, như vậy các em vừa quan sát từng tranh và kể lại từng đoạn của câu chuyện. Bây giờ các em bước sang hoạt động thứ 3 là kể lại toàn bộ câu chuyện này nhé. Bây giờ thầy mời tất cả các em quan sát 4 tranh và các em hãy kể lại toàn bộ câu chuyện này. Bây giờ các em có thể ngưng máy, các em hãy kể lại cho thầy. Khi nào kể xong rồi, các em hãy bật máy học tiếp nhé. Các em đã kể xong chưa? Thầy biết chắc chắn rằng mấy con sẽ kể được toàn bộ câu chuyện này đấy. À, bây giờ các em có thể kể lại toàn bộ câu chuyện như sau. Ngày xưa có một cậu bé rất thông minh, nhà vua muốn thử tài, bèn cho gọi cậu đến bảo: "Ngươi hãy về lấy cho biết bệnh cho ta một sợi dây thần, nếu làm được thò sẽ thưởng." Cậu bé về nhà nhờ mẹ chặt cây tre trong vườn. Trẻ nhỏ rồi bệnh thành một sợi dây thừng. Bệnh xong, cậu cuộn tròn sợi dây đặt trên chiếc mâm đồng, phơi cho khô rồi đốt thành tro. Khi lửa tắt, đám tro hiện rõ hình cuộn dây, cậu đem dâng vua. Vua mừng lắm nhưng vẫn muốn thử tài lần nữa. Lần này vua đưa cho cậu bé chiếc sừng trâu công như vòng thúng, bảo: "Ngươi hãy nắn thẳng chiếc sừng này cho ta, nếu được ta sẽ thưởng to." Cậu bé về nhà bỏ sừng trâu vào cái chảo lớn, đổ đầy nước rồi ninh kỹ. Sừng trâu mềm ra và dễ uống. Cậu lấy đoạn tre vót nhọn thọc vào sừng trâu rồi đem phơi khô. Khi rút đoạn tre, chiếc sừng trâu đã được uốn thẳng. Thấy cậu bé thật sự thông minh, nhà vua bèn thưởng rất hậu và đưa cậu vào trường học để nuôi dạy thành tài. À, như vậy vừa qua các em đã kể lại được toàn bộ câu chuyện thử tài truyền cổ dân tộc Dao. Để qua câu chuyện này, các em cho thầy biết em thích nhân vật nào, vì sao? À, em có thể thích cậu bé vì cậu bé là người thông minh, có tài, có thể giúp ích cho đất nước. À, em cũng có thể thích ông vua vì ông vua là người yêu nước, biết tìm ra người tài để giúp đất nước đấy các em ạ. Thì qua câu chuyện này, các em phải cố gắng học thật giỏi để sau này lớn lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp nhé. Các em thấy câu chuyện này có hay không? À, nếu câu chuyện có hay thì các em về nhà kể lại cho ba mẹ, người thân nghe nhé. Và nhớ cố gắng thực hiện đúng những điều thầy đã dạy trong tiết kể chuyện này. Tiết học đến đây đã hết rồi. Thầy chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé. Chào tạm biệt các em.